Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại Mỹ, khi hai thanh niên trong vụ việc đã áp sát chiếc xe đang đổ xăng, khống chế tài xế để cướp ô tô. Tuy nhiên sau đó, hai tên cướp đã phải bỏ xe lại và rời đi do không biết lái xe ô tô số sàn. Theo đoạn clip được ghi lại, vụ cướp xảy ra vào ngày 25 tháng 3 tại bang Maryland, Mỹ, khi tài xế ô tô màu xanh đang dừng tại một trạm xăng để mua nhiên liệu, bất ngờ xuất hiện hai thanh niên chạy về phía ô tô. Ngay sau đó, những kẻ lạ mặt đã lôi tài xế ra ngoài, lấy chìa khóa và vào trong xe. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, cả hai tên cướp đã mở cửa, lao ra khỏi xe rồi bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã bắt giữ hung thủ của vụ án. Theo cảnh sát địa phương, hai nghi phạm có độ tuổi từ 16 đến 17. Do không biết lái ô tô số sàn nên ngay khi thực hiện hành vi, hai nghi phạm đã phải bỏ lại tang vật và tẩu thoát. Cảnh sát cho biết thêm, trước đó vào ngày 18 tháng 3, một vụ cướp tương tự cũng đã xảy ra tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại. Hung thủ là một người đàn ông 25 tuổi, mục tiêu của anh ta là chiếc Audi A8 số sàn do một phụ nữ điều khiển. Vụ cướp này cũng đã không thành công do tên cướp không biết điều khiển xe ô tô số sàn. Khi chạy trốn, hắn còn cầm theo chìa khóa có gắn thiết bị định vị. Thông qua định vị, cảnh sát đã bắt giữ tên cướp khi đang trên đường lẩn trốn.